I Intima Mama, dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng khi đang mang thai và sau sinh, được sản xuất tại châu Âu. Với thành phần là các thảo dược hữu cơ giúp cân bằng pH, làm sạch và phòng chống viêm ngứa vùng kín, giúp được cho cả những làn da nhạy cảm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đang theo dõi chương trình Sống vui được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Và hôm nay là thứ bảy, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thời gian để cùng quan tâm về một chủ đề mà đặc biệt là các gia đình uh, trẻ và nhất là các uh, bạn đang mang bầu chắc hẳn là chúng ta cũng sẽ rất quan tâm. Uh, thưa quý vị, khi mà chúng ta mang bầu thì thường là cơ thể lúc này cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và trong đó thì có một vấn đề mà thường là chị em cũng khá là đau đầu đó chính là viêm nhiễm phụ khoa viêm nhiễm phụ khoa thì thường thì đã ai là phụ nữ đều gặp ít nhất cũng một lần trong đời nhưng với những người phụ nữ mang bầu thì đây là khoảng thời gian mà người ta có lẽ phải đối mặt nhiều hơn nhất là trong những ngày hè thời tiết nóng nực oi bức thì lại càng làm cho cái vấn đề đó trở nên gần như nghiêm trọng hơn và các mẹ bầu lại còn có một cái tâm lý đó là phải làm thế nào để vừa có thể chữa được nhưng đồng thời lại không ảnh hưởng gì tới đứa con mà mình đang rất yêu thương đang mang trong bụng vậy thì ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng quý vị sẽ chia sẻ về vấn đề này để chúng ta cũng sẽ có thêm được nhiều những phương pháp hữu hiệu dành cho các mẹ bầu à, xin được trân trọng giới thiệu khách mời chương trình chuyên gia Lưu Thị Hồng. Đạ, vâng, xin chào Thảo Vân, xin chào các quý vị khán giả. À, thưa chuyên gia, chúng ta nói về viêm nhiễm phụ khoa thì thực ra cũng đã nhiều chương trình uh, chúng ta đề cập đến rồi và có thể nói rằng viêm nhiễm phụ khoa thì chị em phụ nữ không có ai là chưa từng gặp. Nó vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Hôm nay chúng ta dành thời gian đặc biệt hơn cho các mẹ bầu là những người phụ nữ trong một cái giai đoạn có thể nói là rất là vất vả, mệt mỏi vì nhiều lý do và trong đó khi mà bị viêm nhiễm phụ khoa trong cái giai đoạn mang bầu lại còn mệt mỏi hơn nữa. À, xin hỏi chuyên gia là thời tiết nắng nóng có phải là một trong những cái nguyên nhân gây viêm nhiễm phụ khoa cho mọi người trong đó có mẹ bầu không và khi mà bị viêm nhiễm phụ khoa thì nó ảnh hưởng thế nào tới sinh hoạt và sức khỏe của các mẹ bầu ạ? Thì điều trước tiên thực sự đúng là khi bình bình thường không có thai mình cũng đã bị viêm nhiễm mình đã khó chịu mình sợ lắm rồi nhất là áp lực đối với các mẹ bầu bây giờ ngoài cái việc là chữa cho nó khỏi viêm thì làm sao lại cứ không ảnh hưởng đến con thế thì chúng ta mới biết rằng là tại sao trong cái ngày hè thì uh, mẹ bầu thường hay là bị viêm nhiễm nhiều hơn bởi vì riêng khoản khi mang bầu rồi thì khi đó thì bản thân là người mẹ cũng đã hay bị viêm nhiễm hơn những người khác rồi uh, bởi vì thứ nhất là bởi vì là khi mà mang thai thì cái thay đổi nội tiết trong cơ thể người phụ nữ nó làm cho cái vấn đề mà khi ngay tại cái vùng âm đạo người phụ nữ cũng đã tăng tiết dịch Đấy. rồi là bản thân người phụ nữ mà khi mang thai thì cái khả năng miễn dịch nó cũng suy si giảm hơn cộng thêm mà nếu như vào cái ngày hè nóng lực này thì chúng ta thấy rằng là mồ hôi nó ra nhiều và vùng kín thì nó luôn luôn là nó sẽ bị ẩm và như vậy rằng là cái pH âm đạo của môi trường âm đạo nó sẽ thay đổi. Và khi thay đổi như vậy thì cái điều kiện mà tạo cho vi khuẩn cũng như nấm men hoặc là những cái ký sinh trùng mà nó phát triển ở trong cái âm đạo đó mình gọi chung là viêm âm đạo thì nó dễ dàng và nó phát triển nhiều. Vâng. Và, và khi đó thì chắc chắn lại ảnh hưởng rất nhiều tới cái sức khỏe của người phụ nữ mang bầu đúng không ạ? Thì ngoài cái việc mà ra khí hư rất nhiều, tức là làm cho người phụ nữ có khi lúc nào cũng phải đóng băng vệ sinh vì nó ra nhiều hai là khi ra nhiều thì nó có thể là gây ra những người phụ nữ có những cái cảm giác khó chịu ở cái vùng kín và đặc biệt là chắc là thảo vân biết là nếu như chẳng hạn trong trường hợp bị nấm thì cái việc mà làm ngứa cái vùng 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 kín ấy, trước tiên là ảnh hưởng đến cuộc sống của người mẹ thế còn ngoài ra trong lúc mang thai nếu như người phụ nữ mang bầu mà bị viêm nhiễm thì những cái nguy cơ nếu chúng ta không chữa hoặc không giữ gìn để mà chúng ta bị viêm chẳng hạn khi đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái việc là dễ dẫn đến cái việc xảy thai rồi là nếu mà thai lớn thì có thể dẫn đến cái việc mà vợ ối viêm bằng ối và lúc đó cũng là lại đẻ non và nếu chúng ta không giữ gìn mà để chúng ta viêm nhiễm chẳng hạn thì sau này khi 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 chuyển dạ đẻ chẳng hạn thì người phụ con đi qua cái đường âm đạo có thể nó có thể là gây viêm mắt và đặc biệt có một số loại vi khuẩn nếu chúng ta phát hiện ví dụ như là chúng tôi cứ hay gọi lên cầu b chẳng hạn không được điều trị trước khi mang thai con đi qua có thể là nếu mà bị viêm bị nhiễm thì có thể rằng là bị viêm phổi hoặc viêm não như vậy thì rõ ràng là nó ảnh hưởng rất nhiều bởi vì thực ra thì trong cái khuôn khổ thời gian chắc bác sĩ thì cũng không thể chia sẻ hết được những cái sự khổ sở của người phụ nữ nhất là phụ nữ mang bầu đúng không ạ có những người khi bầu to vượt mặt mà vẫn phải khổ sở như thế thì không hiểu là chịu đựng thế nào Vậy thì thưa chuyên gia có cách nào để chúng ta phòng ngừa cái hiện tượng viêm nhiễm phụ khoa trong nghề nóng nực và nếu như chẳng may mà đã bị viêm nhiễm rồi thì chúng ta hạn chế nó hoặc là điều trị nó thế nào? À, trước tiên thì chúng ta cứ phải nói đến vấn đề là chúng ta nếu bị sau đó chúng ta nói đến vấn đề hạn chế thì nếu như là khi mà người phụ nữ mang bầu mà chúng ta bị những cái hiện tượng như vậy viêm nhiễm vùng uh, kín trước tiên là chúng tôi cũng phải khuyên chị em phụ nữ không ngại ngần gì vì chúng tôi cũng có những cái thuốc mà bác sĩ sẽ chỉ định dùng trong những thời kỳ mang thai để làm sao mà không ảnh hưởng đến uh, uh, em bé trong bụng thế còn trong trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng là sau khi mà điều trị mà để đảm bảo cái điều trị tốt cũng như là khi mình chưa bị tức là chúng ta gọi là phòng không bị nhiễm lại hoặc là chúng ta phòng để chúng ta không bị đỡ không đỡ hạ giảm thiểu đi cái việc mà chúng ta bị viêm nhiễm phụ khoa thế cho nên rằng là cái việc đó là cái việc mà chúng ta phải giữ gìn vệ sinh vùng kín à, chúng ta giữ làm sao mà để cho nó khô thoáng rồi là chúng ta vệ sinh hàng ngày làm sao như thế nào mà để cho cái vùng kín nó không có nguy cơ nhiễm khuẩn và một cái đặc điều đặc biệt nữa là hiện nay thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một số những cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt mà dùng cho người phụ nữ khi mang thai hoặc ngay kể cả sau sinh chúng ta vẫn có thể dùng được thì chị em phụ nữ chúng ta người các các bà mẹ đang mang thai cũng cố gắng tìm hiểu những cái dung dịch đó trên thị trường để chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp à, chuyên gia vừa nhắc đến cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho phụ nữ khi mang thai à, vậy thì cái vai trò của cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt này là như thế nào và uh, cái loại dung dịch này nó phải đáp ứng tiêu chuẩn gì ngoài những cái tiêu chuẩn như là không mùi, không màu rồi ít tạo bọt thì còn phải đáp ứng tiêu chuẩn nào nữa ạ? Bởi vì chúng ta biết màu mùi hoặc là có những cái màu sắc hoặc là những cái mùi nhiều khi đôi khi nó có thể gây kích ứng đấy và có, có nhiều những cái hương liệu của chúng ta cho vào và đặc biệt là những cái dung dịch mà như thảo vân vừa nói là tại sao sử dụng được đấy và chuyên biệt như vậy nó có những ưu điểm gì thì đó là những cái dung dịch mà chúng tôi biết là được chiết xuất từ những cái thảo dược ví dụ như chiết xuất từ hoa cúc từ dầu bơ chẳng hạn thế là cái điều quan trọng nữa mà chúng ta biết là khi người mẹ mang thai thì người ta có hai có mình và bản thân em bé nữa trong trên cái việc mà để tránh được những cái dị ứng kích ứng cho người mẹ cái đấy cũng phải đảm bảo và để đảm bảo điều này thì những cái dung dịch đó thì cũng phải được gọi là được thử nghiệm ở đây chúng ta gọi thử nghiệm lúc sáng nhất là trong ngày hè khi mà chúng ta sử dụng dung dịch này thì nó cũng giúp cho cái vùng kín đó là khô thoáng và nó không gây kích ứng cho nên là và đồng thời là nó cũng giúp cho cái môi trường âm đạo được cân bằng thì cái điều quan trọng nữa là đó là việc bộ y tế cũng đã cấp phép cho sử dụng và lưu hành trên toàn quốc. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa chia sẻ lắng nghe chia sẻ của chuyên gia ở phần đầu chương trình hôm nay để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái vất vả của những người phụ nữ khi mang thai mà không may lại bị viêm nhiễm phụ khoa. Thưa thứ chuyên gia hôm qua thì chúng ta nói về việc mà sử dụng những cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho phụ nữ khi mang thai mà nhất là bị viêm nhiễm phụ khoa. Có thể nói rằng đây là vấn đề mà chị em rất là quan tâm. kể cả người bình thường cũng vậy thôi, cũng đều rất để ý, ý việc làm thế nào để mình có thể giữ sức khỏe và Thảo Vân được biết là trên thị trường hiện nay ấy, có cái loại dung dịch vệ sinh uh, chuyên biệt dành cho phụ nữ khi mang thai. Ừ, đây là một sản phẩm mà có vẻ như chị em đã rất là quan tâm, nhất là với những chị em phụ nữ mang bầu. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ rõ hơn về sản phẩm này ạ? À, theo như tôi được biết và tìm hiểu thì cái dung dịch Oilan Intima Mama đó là cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho chị em phụ nữ mang thai mà dùng ngay kể cả sau khi sinh ạ thì cái dung dịch này thì tại sao gọi chuyên biệt là bởi vì là cũng đã được sử dụng theo khuyến cáo là chúng ta sử dụng cho chị em phụ nữ mang thai à, với cái lý do thứ nhất là với cái thành phần được chiết xuất của cái dung dịch này đó là được chiết xuất từ những cái thảo dược và chúng ta thấy rằng khi chiết xuất từ thảo dược và không sử dụng những cái hóa chất pha trộn thì cái việc này nó cũng sẽ đảm bảo cái tính an toàn à, cho người phụ nữ mang thai dùng hai là cái cấu tạo của cái chất này của cái dung dịch chuyên biệt này đó là cái không màu không mùi và như vậy nó đặc biệt là một trong những cái khi mà sử dụng cái này thì cũng đã được thử nghiệm trên lâm sàng cái dung dịch chuyên biệt này nó hoàn toàn nó cũng không gây kích ứng cho chị em phụ nữ của chúng ta khi mang thai à, và một cái điều quan trọng nữa mà chúng ta biết rằng là khi mà sản xuất thì ở đây thì cái dung dịch này nguồn gốc lại được sản xuất ở một nhà à, máy ở công ty của được chứng nhận của GMP của châu Âu cũng đã được cấp phép của bộ y tế cho lưu hành cái sản phẩm này trên với những cái tiêu chuẩn như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái dung dịch này cũng là một trong những cái dung dịch chúng ta cũng có thể lựa chọn để chúng ta dùng cho chị em phụ nữ khi mang thai và đảm bảo những cái yêu cầu vừa gọi là khô thoáng à, không kích ứng rồi là không gây hại cho mẹ cho em bé rồi là đảm bảo những cái tiêu chuẩn mà khi quy định một cái cái, cái, cái cái sản phẩm được lưu hành. Vâng thưa chuyên gia, à, vậy thì cái dung dịch vệ sinh này thì nó uh, giúp cho trẻ em viêm phòng tránh viêm nhiễm vùng kín nhất trong ngày hè theo cơ chế như nào ạ? Như ngày hôm qua cái phần đầu chúng ta cũng trao đổi đấy, tức là cái vùng đó, vùng kín đó cũng sẽ tăng tiết dịch rất nhiều và lại cộng thêm cái ngày hè nữa tức là mồ hôi chúng chúng ta ra cho nên là à, theo cái cơ chế đầu tiên thì chúng ta biết rằng là nó đảm bảo cho cái vùng kín của chị em phụ nữ chúng ta là khô thoáng như vậy nó cũng đã ngăn chặn hoặc là cũng hỗ trợ cho cái vấn đề điều trị khi bị viêm nhiễm rồi ạ cái thứ hai nữa là cái đảm bảo cân bằng được cái độ pH của cái âm đạo và như vậy khi cái ph của âm đạo không bị thay đổi và nó được cân bằng theo những cái uh, sinh lý thì lúc đó nó sẽ hạn chế được và phòng chống được cái việc mà vi khuẩn cũng như là nấm men có thể phát triển và gây viêm nhiễm thì đấy là hai cái cơ chế chính mà chúng ta thấy rằng là khi sử dụng dung dịch này nó có thể giúp cho tránh được và phòng cũng như là hỗ trợ cái việc điều trị mà khi bị viêm nhiễm Gọi tôi sang đây có việc gì đấy? Nhanh, nhanh nhanh vào vào vào, vào đây vào đây. Tôi gọi bà sang đây là để quảng cáo, giới thiệu cho bà mấy bài tập yoga tôi vừa mới học được tốt cho bà bầu lắm đấy, sang tập cùng tôi cho nó vui. Trời ơi. Trời nóng như thế này ấy. Thở thôi còn thấy mệt, lấy sức đâu ra nữa mà tập. À mà cái chỗ ấy của bà nó có bị ẩm ướt, khó chịu không đây? Có Nhưng mà tôi đã dùng sản phẩm vệ sinh chuyên biệt dành cho bà bầu Tôi dùng mấy hôm nay rồi Cảm giác khô thoáng, dễ chịu lắm Có cả dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho bà bầu cả? Ừ Thế mà tôi lại không biết <laughs> Này, mua đủ các loại mùi thơm về dùng Mà chả có tác dụng gì bà Này mà chỉ sợ dùng nhiều ấy ừ, ảnh hưởng không tốt đến con cái đó thì bà yên tâm sản phẩm được sản xuất tại ba lan ừ. trong đó nó còn chứa cả thảo dược hữu cơ bisabolol, ừ. dưỡng ẩm dầu bơ mà không có mùi đặc biệt là dùng được cả khi bị dị ứng đấy à, thế á ừ. vừa hữu ích lại vừa an toàn bao nhỉ ui ừ, giời được uh, bộ y tế cấp phép lưu hành rồi mà lại ừ. hữu ích <laughs> thế mà cứ ỉm đi dùng một mình ơ ờ, hay bà ngứa chỗ nào thì bà phải kêu tôi mới gãi được chứ lại ừ. thưa quý vị chúng ta vừa theo dõi một đoạn tiểu phẩm và chuyên gia cũng thấy rồi là các bà mẹ bầu cũng đã bao đầu biết cách lựa chọn cái dung dịch vệ sinh phụ nữ chuyên biệt dành cho các mẹ bầu và người ta vẫn còn băn khoăn là nó thật sự hiệu quả đến mức nào và ngoài ra thì cũng mời chuyên gia có thể tư vấn thêm chị em là một số những lưu ý với các mẹ mang bầu nhất là trong ngày hè Thảo Vân vừa hỏi cái câu hỏi đó thì thực sự là khi mà chị em dùng cái sản phẩm Oilan Intima Mama ấy thì chúng ta hoàn toàn là có thể là chúng ta yên tâm về sản phẩm, về chất lượng cũng như là hiệu quả đáp ứng cho người mẹ. Bởi vì với những cái đặc điểm thứ nhất là sản phẩm này đã được làm từ, được chế xuất bào chế từ những cái thảo dược hoàn toàn cũng là an toàn. À, hai là được sản xuất được sản xuất tại một cái nhà máy cấp theo cái tiêu tiêu chuẩn GMP của châu Âu. đấy tức là như vậy nó đã đạt được những cái tiêu chuẩn đó. và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là sản phẩm này là không màu không mùi và nó giúp cho cái vùng kín của chị em phụ nữ chúng ta khô thoáng và như vậy nó đảm bảo cho cái việc mà cũng hạn chế được những cái vi khuẩn cũng nhà nấm men phát triển và một cái điều nữa mà trong cái cơ chế đó đó là cái việc mà duy trì được cân bằng hoặc không làm thay đổi cái pH của 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 vùng âm đạo và như vậy rằng là cũng hạn chế cho cái việc phát triển của vi khuẩn cũng như nấm men ở vùng âm đạo và nó sẽ phòng tránh được cái viêm nhiễm như vậy à, và một cái điều quan trọng nữa đã được thử nghiệm lâm sàng và cũng không gây ra những cái dị ứng hay kích ứng và đặc biệt nữa là chúng ta có thể cũng sử dụng được sau sinh những cái lưu ý Ý cho các mẹ trong mang bầu đặc biệt trong ngày hè thì chúng ta phải chế độ ăn uống dinh dưỡng nào phải thật hợp lý chế độ ăn uống đảm bảo là rau củ quả rồi là phân bố là đạm chẳng hạn để cho nó hợp lý để tránh người mẹ có thể là bị tiểu đường thai kỳ đặc biệt là khi mang bầu lớn cái thứ hai người mẹ thì trong mùa hè cũng nên mặc những quần áo thoáng mát cái thứ ba nữa là chúng ta cũng chú là mẹ bầu mà nhất là những bầu to đấy ạ trong tháng cuối à, kể cả lúc đã viêm nhiễm rồi hay chưa viêm nhiễm thì cái việc vệ sinh vùng kín hàng ngày phải rất đảm bảo và cách vệ sinh như thế nào thì mỗi lần tức là đi vệ sinh thì chúng ta đều phải giữ sạch rửa đi và chúng ta thấm khô cái vùng kiến đi để phòng tránh thì chúng ta có thể sử dụng cái dung dịch vệ sinh chuyên biệt dành cho các mẹ bầu à, và bên cạnh đó nếu như mẹ bầu nào bị viêm nhiễm rồi thì bên cạnh cái việc điều trị chúng ta vẫn có thể sử dụng cái dung dịch chuyên biệt này để mà hỗ trợ cho cái việc điều trị của chúng ta có hiệu quả. Xin cảm ơn chuyên gia với những cái lời khuyên rất là hữu ích cho chị em phụ nữ. Chúng tôi rất sẵn sàng chờ đợi các cuộc gọi quý vị để có thể chia sẻ thêm những thông tin mà quý vị quan tâm tổng đài của chúng tôi 1900-1259 trong giờ hành chính cũng như số điện thoại 0896 509 509 và hộp thư điện tử sống khỏe a à bác sĩ tư vấn vn cũng như trang web bác sĩ tư vấn vn của chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn xin kính chào và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình tuần sau Dung dịch vệ sinh vùng kín hàng ngày chuyên biệt cho phụ nữ mang thai và sau sinh đến từ châu Âu là sản phẩm đáng để mẹ bầu lựa chọn bởi những ưu điểm sau. Sản phẩm được sản xuất dành riêng cho phụ nữ mang thai và sau sinh nên rất nghiêm ngặt trong khâu kiểm soát chất lượng được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại châu Âu. Được chứng minh lâm sàng, an toàn cho làn da nhạy cảm nhất và đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành. Với thành phần thiên nhiên được trồng theo phương pháp hữu cơ như axit lactic, bisabolol, dầu bơ, dipathenol kết hợp công thức đặc biệt, không mùi, không màu, ít tạo bọt. Ola Intima Mama giúp vùng kín được làm sạch nhẹ nhàng, mang lại cảm giác khô thoáng kéo dài ngăn ngừa và giảm thiểu viêm ngứa theo cơ chế cân bằng pH tự nhiên, bảo vệ hệ vi khuẩn có lợi tại âm đạo, chống lại các nhiễm trùng và các điều kiện gây viêm. Island Intima Mama, dung dịch vệ sinh phụ nữ dùng khi đang mang thai và sau sinh, được sản xuất tại châu Âu. Với thành phần là các thảo dược hữu cơ giúp cân bằng pH, làm sạch và phòng chống viêm ngứa vùng kín, giúp được cho cả những làn da nhạy cảm.